Chúng tôi là Đinh Sinh Long, xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Nói chuyện với Ngô Nhân Dụng, nhà bình luận trên Nhật báo Người Việt. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã qua đời vào sáng thứ Ba mùng 2 tháng 10 vừa qua, thọ 73 tuổi, tại một bệnh viện ở thành phố Santa Ana, California, vì căn bệnh ung thư phổi. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là tác giả của thi phẩm nổi tiếng Hoa Địa Ngục, gồm các bài thơ ông âm thầm sáng tác trong lao tù cộng sản ở Việt Nam. Năm 1979, ông đã tìm cách ném được tập bản thảo Hoa Địa Ngục vào khuôn viên Tòa Đại sứ Anh ở Hà Nội để mong tập thơ được chuyển ra nước ngoài. Và ông đã bị bắt giam cho đến năm 1991 mới được thả. Sau 3 lần bị bắt và bị tù đầy tổng cộng 27 năm, cuối cùng trước áp lực của quốc tế, chế độ Hà Nội đã phải trả tự do cho ông và ông được tị nạn tại Hoa Kỳ vào năm 1995. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã đi diễn thuyết nhiều lần tại các trường đại học và tại các cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu để tố cáo bản chất giả dối và ác độc của chế độ Cộng sản Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin dành để nói về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Dạ, thưa ông, Nguyễn Chí Thiện là một tên tuổi lớn và đã được nhiều người yêu chuộng cũng như là tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền ở trong nước, ở ngoài nước và cả trên thế giới ngưỡng mộ. Thì cái sự ngưỡng mộ đó không những là qua cái tập thơ Hoa Địa Ngục rất nổi tiếng của ông, mà còn ngưỡng mộ ông về cả nhân cách nữa. Thì theo ông nhận định thế nào về con người và cuộc đời của Nguyễn Chí Thiện? Và cuộc đời của Nguyễn Chí Thiện là phải nói là một cuộc đời tranh đấu suốt từ năm 20 tuổi cho đến lúc qua đời. Và cái cuộc tranh đấu của ông nó hoàn toàn không vì cái mục đích tư lợi nào cả, mà chỉ nghĩ đến cái việc chung, tức là việc của đất nước, của dân tộc. Cho nên là tôi quen biết với ông không nhiều, nhưng mà chỉ cần biết ông thôi là mình phải kính trọng. Ông là một người rất là đáng kính. Về con người thì ông rất là giản dị, rất là hồn nhiên, thành thật. Đặc biệt là sau bao nhiêu năm lao tù, khi nói lại, ông không bao giờ nói một cái lời nào có tính cách nhục mạ những cái người đã hành hạ ông cả. Nói thật là ông gần như là bỏ qua tất cả những cái chuyện đau khổ mà ông đã phải chịu đựng. Và cái điều mà ông quan tâm duy nhất là làm sao để những người khác thoát được, không có bị khổ. Và ngay cả đồng bào mình làm sao thoát được một cái chế độ mà nó kìm hãm cái sự tiến bộ, nó kìm hãm cái cuộc sống tự do. Thì đó là cái mối quan tâm của Nguyễn Chí Thiện. Tức là cái ác. Vâng. Thì có thể nói rằng suốt đời ông tranh đấu để mà xóa bỏ cái ác. Tất cả những cái bài mà ông viết, thơ cũng như là văn, đều là để mô tả cái ác như thế nào. Mà cái ác thì nó do cái sự gian dối mà ra. Cái điều đầu tiên mà ông tố giác ra là không thể chấp nhận là cả nước phải gian dối. Không thể nào cái người cầm đầu bảo cả nước nói dối thì cả nước phải nói dối. Và cái đó là cái điều đầu tiên mà ông đứng lên ông bảo không được, không được. Đấy, từ 20 tuổi ông ấy đã có nói lên cái sự thực. Vâng. Về cái sự đầu hàng của Nhật. Về vâng. Ông đi tù về cái đó. Vâng. Thì ông là một người đến dạy giúp ở một cái trường. Thì trong giờ dạy sách giáo khoa do nhà nước in nói rằng Nhật Bản đã đầu hàng sau khi quân Liên Xô tấn công Mãn Châu. Thì làm như là Hồng quân Liên Xô đã có cái công là làm cho Nhật Bản đầu hàng.
thì ông chỉ nói cho học sinh biết là cái lý do chính Nhật Bản đầu hàng không phải là như vậy. Bởi vì Liên Xô với lại Nhật Bản đã ký hiệp ước bất xâm phạm suốt trong thời chiến tranh thứ hai. Mãi cho đến lúc Mỹ bỏ bom nguyên tử xong rồi thì Liên Xô bây giờ mới tuyên bố là tôi sẽ bỏ hiệp ước và đánh nhau với Nhật và mới tấn công Mãn Châu. Thì cái việc mà Nhật đầu hàng thì cả thế giới, người lớn trẻ con ai cũng biết là vì bị bom nguyên tử. Thế mà sách giáo khoa lại nói hoàn toàn xóa bỏ cái chi tiết là Mỹ ném bom nguyên tử, chỉ nói đến cái chuyện là Liên Xô tấn công khiến cho Nhật đầu hàng. Thì ông Nguyễn Chí Thiện lúc đó ông mới ngoài 20 tuổi thì ông thấy cái này sai, và mình phải nói cho trẻ con nó biết là sự thật là thế này. Và những cái đó nó dẫn dần dần đến cái chỗ là ông bị đi tù. Thì trong những cái sách thơ cũng như văn ông viết là ông nói cái ác nó đi đôi với cái gian dối. Có lẽ ông là cái người may mắn là không có bị nhồi sọ đến cái mức mà phải lấy cái sợ làm châm ngôn. Giống như là nhà văn Nguyễn Tuân đã nói là chúng ta sống sót được đến bây giờ là nhờ biết sợ. Thì Nguyễn Tuân và nhiều người khác đã phải sống ở trong cái gọng kìm lâu và được huấn luyện để biết sợ. Ở Nguyễn Chí Thiện thì lúc đó thì mới sống ở trong cái chế độ được độ giam năm, và ông đã đủ trưởng thành rồi cho nên giữ được cái tấm lòng trung thực của mình và có cái can đảm để không sợ nữa. Và suốt đời phải nói ông khổ chỉ vì không biết sợ. Nếu mà ông biết sợ như Nguyễn Tuân nói thì cái đời ông không đến nỗi như vậy. Thì đó là cái điểm mà chúng ta phải kính trọng. Riêng tôi hết sức là kính trọng ông Nguyễn Chí Thiện. Vâng, cảm ơn ông. Vậy thì có thể nói là thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đó là một nạn nhân của cái ác. Ông phải chịu 27 năm giam cầm. Nhưng mà ông luôn luôn vẫn giữ được cái tâm hồn thiện như chính cái tên gọi của ông. Và bây giờ thì ông Nguyễn Chí Thiện đã ra đi, và từ nay ta có thể thấy rằng là ông không còn bị cái ác cái quấn lấy nữa, quấn lấy cả cuộc đời của ông. Nhưng mà ngọn lửa tim can của Nguyễn Chí Thiện sẽ còn cháy mãi trong lòng chính cả chúng ta nữa. Và điều đó đã làm tôi nhớ đến một vài câu thơ của ông Nguyễn Chí Thiện đã viết như thế này: vang mãi vô hạn tiếng lòng chứa chan, sáng mãi vô hạn ngọn lửa tâm can. Thì đó là cái ngọn lửa tâm can Nguyễn Chí Thiện. Thì thưa ông, tôi được biết là ông và ông Nguyễn Chí Thiện cũng có một cái mối thân tình của những người cầm bút trong thời gian mà ông được đi tị nạn ở đất Mỹ này. Chắc hẳn là ông có nhiều cái kỷ niệm với thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Vậy xin ông nói về một vài kỷ niệm nào mà ông thấy là đặc biệt nhất. Dạ, cảm ơn ông. Sự thật thì tôi là bạn với Nguyễn Chí Thiện từ năm 95. Thì cái tình bạn nó có thể nói là một tình bạn theo cái lối người xưa, tức là nó rất là đạm bạc, nó không có nồng nàn. Thực sự là chúng tôi cả hai người đều không có hay la cà ở quán cà phê hay là quán rượu, mà cũng không có uống rượu, cho nên là không có cái giao tình mà thân thiết. Mà bởi vì rằng cả chúng tôi gặp nhau đó thì thường chỉ nói về cái mối quan tâm chung, tức là cái tương lai của nước ta, cái làm sao để mà nước ta được tự do dân chủ, được giàu có, đủ ăn đủ mặc, văn minh hơn, không có thua kém những cái nước chung quanh. Thành ra cứ lúc gặp nhau đó thì lại không có nói gì đến cái chuyện riêng của mình cả. Quả thực là tôi không có thân đến với anh Nguyễn Chí Thiện đến mức là hỏi chuyện đời tư của anh, mà anh không bao giờ hỏi chuyện đến đời tư của tôi cả. Phải nói là giống như là hai cái người đồng nghiệp đây theo có nghĩa là cùng bị một cái nghiệp như nhau, cho nên là quan tâm đến nhau mà nói chuyện vậy thôi, chứ còn thực sự là không quan tâm đến cá nhân của nhau. Thành ra cái lần đầu tiên mà anh gặp tôi là anh đến chỗ Tờ Báo Người Việt. Lúc đó thì tôi đang ngồi làm việc ở bên trong văn phòng, thì tôi nghe thấy anh Đỗ Ngọc Yến kêu là có khách.
tức là thời mà ông Nguyễn Chí Thiện mới đặt chân lên, mới qua bên Mỹ này.